Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022. Toàn bộ 34 xã phường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có cấp độ dịch COVID-19 cấp 1. Thưa quý vị, sáng nay 29 tháng 3, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022 đã chủ trì hội nghị triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm. Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Phó trưởng ban tổ chức dự hội nghị. Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào tối ngày 23 tháng 4 năm 2022 tại sân khấu Quảng trường Biển, thành phố Sầm Sơn. Điểm nhấn đặc sắc của sự kiện là chương trình nghệ thuật với chủ đề Sầm Sơn bay cao vươn xa và màn bắn pháo hoa tầm thấp. Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 5 năm thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022 là sự kiện chính trị văn hóa du lịch có ý nghĩa quan trọng. Do đó, thành viên ban tổ chức, các tiểu ban, thành phố Sầm Sơn và các sở ngành liên quan cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tập trung xây dựng phương án tổng thể, đảm bảo an ninh trật tự, làm tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để chương trình diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả, mang lại dấu ấn tốt đẹp cho người dân, du khách, góp phần khẳng định thành phố Sầm Sơn đang từng bước trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn sẽ tuyển 385 học sinh ở 11 lớp chuyên thông qua kỳ thi tuyển riêng do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Mỗi thí sinh phải làm 3 bài thi môn chung, toán, ngữ văn, tiếng Anh và 1 bài thi môn chuyên theo nguyện vọng. Thời gian thi tuyển 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6 năm 2022. Đối với các trường trung học phổ thông công lập, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng và được thay đổi nguyện vọng 1 lần trong thời gian đăng ký dự thi. Thí sinh dự thi sẽ làm 3 bài thi gồm ngữ văn, toán, tiếng Anh do Sở Giáo dục và Đào tạo đề ra. Nội dung thi nằm trong chương trình hiện hành và chủ yếu là chương trình lớp 9. Kỳ thi tuyển sẽ được tổ chức vào ngày 17 và ngày 18 tháng 6 năm 2022. Riêng đối với các trường trung học phổ thông hệ dân lập sẽ tuyển sinh học sinh vào lớp 10 theo hình thức xét tuyển, ưu tiên xét bằng điểm từ cao xuống thấp của thí sinh tham gia thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trước rồi mới đến các phương thức xét tuyển khác. Thời gian hoàn thành xét tuyển trước ngày 13 tháng 8 năm 2022. Theo quyết định số 2756 ngày 28 tháng 3 của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa về công bố cấp độ dịch COVID-19, toàn bộ 34 xã phường trên địa bàn có cấp độ dịch ở cấp 1. Thời gian áp dụng công bố này kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2022 cho đến khi có thông báo mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa yêu cầu Ủy ban nhân dân phường xã, các phòng ban đơn vị trực thuộc thành phố căn cứ vào cấp độ dịch COVID-19 tại quyết định này để áp dụng các biện pháp hành chính trên địa bàn. Ngoài ra, giao Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã, căn cứ điều kiện tình hình thực tế, các biện pháp phòng chống dịch, diễn biến tình hình dịch COVID-19, chủ động kịp thời cập nhật điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa theo quy định. Đề án đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa DDCI là giải pháp thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh từ cấp cơ sở. DDCI Thanh Hóa thu thập và nghiên cứu những cảm nhận trung thực, những đánh giá khách quan của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về năng lực điều hành kinh tế, chất lượng hỗ trợ và tinh thần đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố và các sở ban ngành cấp tỉnh có liên quan để đề xuất giải pháp cải thiện phù hợp.
tham gia khảo sát DDCI là thể hiện trách nhiệm và quyền lợi của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong việc xây dựng và hoàn thiện môi trường mà doanh nghiệp đang hoạt động. VCCI Thanh Hóa là cơ quan được giao triển khai đề án, cam kết bảo mật danh tính và thông tin trả lời khảo sát của các doanh nghiệp, nghiên cứu nghiêm túc để phản ánh trung thực ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp tới các cơ quan liên quan. Đề nghị các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia khảo sát theo đường link đã đăng tải trên trang web của chi nhánh VCCI Thanh Hóa, vcci.thanhoa.vn hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thanh Hóa https://dichvucong.thanhoa.gov.vn. Bản tin cuối ngày xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau gần 3 năm xây dựng, đến nay chợ Còng Mới, thị xã Nghi Sơn đã hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động. Chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn chuẩn bị các điều kiện để đón các hộ tiểu thương vào chợ kinh doanh. Các gian hàng tại chợ Còng Mới được bố trí khoa học thuận lợi cho các tiểu thương sử dụng tối đa công năng. Tất cả các gian hàng, nhất là khu vực tầng 2, đều được kết nối với hệ thống hành lang liên hoàn và các cầu thang lên xuống. Tại tầng 1 sẽ có 187 gian hàng cho 94 hộ kinh doanh, tầng 2 gồm 126 gian hàng. Căn cứ vào các ngành hàng, các tiểu thương sẽ được bố trí kinh doanh tại tầng 1 hoặc tầng 2. Thứ tự ưu tiên các vị trí khu vực gian hàng sẽ được tính theo vị trí tại chợ cũ trước đây. Chợ Còng Mới sẽ gồm chợ dân sinh và chợ thương mại. Hiện tại, khu chợ thương mại gồm 2 tầng đã hoàn thiện. Chủ đầu tư là công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc đang phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn xây dựng phương án hoạt động của chợ, tổ chức bốc thăm các gian hàng. Những phương án này được chủ đầu tư và thị xã công khai minh bạch để các hộ tiểu thương được biết, được bàn bạc để từ đó đồng thuận vào kinh doanh trong chợ mới. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã đề nghị chủ đầu tư kéo dài thời gian giảm tiền thuê gian hàng tại chợ, đồng thời trang bị đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy để các hộ tiểu thương yên tâm khi vào kinh doanh trong chợ. Hơn 2 năm du lịch bị đóng băng do dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa đã có gần 1.000 đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch rơi vào tình trạng điêu đứng, hơn 15.000 lao động ngành này bị mất việc làm. Vì vậy, để đảm bảo nguồn lao động cho ngành du lịch khi mở cửa trở lại, các ngành chức năng và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trong tỉnh đang tập trung cao độ để tuyển dụng đào tạo. Dự đoán được việc thiếu hụt trầm trọng lao động du lịch sau dịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch đã nhanh chóng phối hợp với các chuyên gia, các cơ sở đào tạo du lịch, liên tục tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tại chỗ cho người lao động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trong 3 tháng cuối năm 2021, hơn 2.000 lao động du lịch trên cả tỉnh đã được đào tạo lại và dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2022, hai đơn vị này sẽ mở các lớp đào tạo bồi dưỡng cho gần 5.000 lao động sau khi được doanh nghiệp tuyển dụng. Trong đó, ưu tiên tập trung đào tạo nguồn nhân lực trước cho các khu du lịch biển và sinh thái cộng đồng như Sầm Sơn, Hải Hòa, Hải Tiến, Nghi Sơn, Pù Luông, Bến En. Cùng với đó, để kịp thời giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động du lịch, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong tỉnh đã thay đổi hình thức đào tạo theo phương châm đào tạo ba tại chỗ, đào tạo gắn với thị trường yêu cầu doanh nghiệp để sinh viên vừa học có thể vừa làm việc. Thanh Hóa hiện có hơn 900 cơ sở lưu trú, trong đó có gần 200 khách sạn xếp hạng từ 1 đến 5 sao. Cùng với hệ thống các trung tâm thương mại, tổ hợp vui chơi giải trí, ăn uống và chủ yếu đều tập trung ở các khu điểm du lịch biển. Vì vậy, cần tới hàng chục nghìn lao động mới có thể đáp ứng được nhu cầu du khách, nhất là thời gian cao điểm du lịch biển. Theo các chuyên gia du lịch, thì ngoài các biện pháp tuyển dụng mới, đào tạo nhanh, thì các doanh nghiệp cần có chính sách đãi ngộ hấp dẫn để thu hút mời gọi người lao động cũ quay trở lại làm việc. Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa vừa trao giấy khen và thưởng nóng cho các tập thể cá nhân trong ban chuyên án 121H triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Trước đó, Công an thành phố Thanh Hóa đã phá chuyên án 121H bắt quả tăng đối tượng Phạm Thị Nga, sinh năm 1970, ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, đang bán trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 4 bánh heroin có trọng lượng hơn 1,3 kg. Đây là một trong những chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay do Công an thành phố Thanh Hóa triệt phá thành công. Nhằm biểu dương và động viên kịp thời đối với các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh quyết định tặng giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân và thưởng 20 triệu đồng cho ban chuyên án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen cho 5 cá nhân và thưởng 30 triệu đồng cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thanh Hóa, 10 triệu đồng cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa.
Bản tin cuối ngày xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.